Sự thất bại chưa phải là kết thúc. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Những lời khó nghe. John Roberts là chánh án của một pháp viện tối cao Hoa Kỳ. Ông đã phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp cấp 3 của con trai mình. Những lời chúc tốt đẹp đã được nói quá nhiều. Ta sẽ không làm thế, và ta sẽ nói với các con tại sao. Từ giờ về sau, ta hy vọng con sẽ biết đối xử bất công, bởi chỉ có như vậy con mới cảm nhận được giá trị của sự công bằng. Ta hy vọng con có thể nếm trải một chút mùi vị của sự phản bội, bởi chỉ có vậy con mới lĩnh hội được tầm quan trọng của sự chân thành. Ta hy vọng con cảm nhận được sự cô đơn, bởi chỉ có vậy con mới hiểu được rằng bạn bè không phải là thứ trời cho mà con phải giữ gìn. Ta hy vọng con có thể gặp xui xẻo, bởi chỉ có vậy con mới hiểu được ý nghĩa của may mắn, hiểu được sự thành công. Và khi con gặp thất bại, từ nay về sau còn nhiều, đối thủ của con sẽ châm chọc, cười nhạo con. Bởi như vậy, con mới hiểu được phong độ rốt cuộc quan trọng như thế nào. Ta hy vọng thi thoảng con bị người khác coi thường, chỉ có như vậy con mới hiểu và học cách tôn trọng và lắng nghe là quan trọng tới mức nào. Và ta cũng hy vọng con sẽ đủ đau đớn để học cách cảm thông. Cho dù ta có hy vọng những điều này xảy ra hay không, thì thật ra sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra trong cuộc sống của con. Con có thể tiếp thu giáo huấn hoặc thu hoạch được gì trong đó hay không đều dựa vào việc con có nhìn thấy những bài học trong đau khổ của mình hay không. Và nếu con có thất bại, hãy đứng dậy và thử lại một lần nữa. Nếu lại thất bại, hãy lại đứng dậy và thử lại lần nữa với cách khác. Và nếu con thất bại một lần nữa, đó có thể là lúc con suy nghĩ làm một việc gì khác đi. Những lời khó nghe này là những điều tinh túy được chất lọc từ một con người thông tuệ cả về mặt học thuật lẫn trải đời. Người cha này đã nói lên từ tận đáy lòng: hãy học cách đối mặt với thế giới phức tạp ngoài kia với tâm thái cân bằng, ứng xử đúng đắn trước những gian nan của cuộc sống. Câu chuyện tiếp theo, bài thi tuyển dụng. Một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học thuộc loại xuất sắc. Anh ta tự tin dự tuyển vào vị trí quản lý tại một công ty lớn. Anh vượt qua các vòng đầu tiên đến vòng cuối cùng. Đích thân giám đốc phỏng vấn anh để đưa ra quyết định tuyển dụng. Khi xem qua hồ sơ xin việc của chàng trai, vị giám đốc nhận thấy trong suốt các năm học, anh luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập, từ trung học cho đến vào trường đại học và thi tốt nghiệp. Không năm nào chàng trai này không đạt danh hiệu xuất sắc. Vị giám đốc hỏi: trong 4 năm học đại học, anh có đi làm thêm không? Dạ không thưa ông, chàng trai trả lời. Vậy là cha anh đã trả toàn bộ học phí cho anh phải không? Không, cha tôi đã mất từ năm tôi 1 tuổi. Vì vậy, toàn bộ tiền học phí là do mẹ tôi gánh vác. Mẹ anh đang làm công việc gì? Mẹ tôi giặt quần áo thuê cho người ta. Vị giám đốc nghe vậy bèn đề nghị anh chẳng đưa bàn tay ra cho ông xem.
Hai bàn tay của anh khá đẹp và mềm. Ông hỏi, anh đã bao giờ giúp đỡ mẹ trong việc giặt quần áo chưa? Chưa bao giờ, chàng trai thẩn thẩn đáp. Tôi cần tập trung học cho thật tốt. Hơn nữa, mẹ tôi giặt thì sẽ nhanh hơn tôi chứ. Nghe vậy, vị giám đốc nói, tôi có một yêu cầu nhỏ. Hôm nay về nhà, anh hãy rửa hai bàn tay của mẹ, rồi sáng hôm sau, anh đến đây gặp tôi. Chàng trai trẻ cảm giác cơ hội trúng tuyển của mình rất cao. Anh vui vẻ về nhà gặp mẹ và đề nghị rửa tay cho mẹ. Người mẹ cảm thấy rất khó hiểu trước yêu cầu của con trai, nhưng vẫn đồng ý. Chàng trai chậm chậm rửa sạch bàn tay của mẹ mình. Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống khi anh rửa tay cho mẹ. Lần đầu tiên, anh nhận ra đôi bàn tay của mẹ không chỉ nhăn nheo mà còn chẳng chịt những vết sẹo. Đó là lần đầu tiên chàng trai nhận ra chính đôi bàn tay này đã nghề cẩn mẫn giặt quần áo để có thể trang trải tiền học phí cho anh. Những vết sẹo trên đôi bàn tay đó cũng là cái giá cho những bảng điểm xuất sắc của anh. Sau khi rửa sạch đôi bàn tay mẹ, chàng trai trẻ lặng lẽ giặt nốt chỗ quần áo còn lại trong ngày. Sáng hôm sau, chàng trai quay lại công ty. Vừa nhìn thấy anh, bị giám đốc hỏi, anh có thể cho tôi biết anh đã làm gì và học được những gì trong ngày hôm qua không? Tôi đã rửa tay cho mẹ và cũng giặt nốt chỗ quần áo còn lại. Cảm giác của anh thế nào? Vị giám đốc hỏi. Thứ nhất, tôi hiểu được rằng nhờ có mẹ mà tôi mới có được ngày hôm nay. Thứ hai, tôi hiểu kiếm tiền vất vả như thế nào. Và thứ ba, tôi đã nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của tình cảm gia đình. Vị giám đốc nói, đó cũng chính là điều mà tôi cần tìm ở một quản lý. Tôi muốn tìm những ứng viên biết ơn khi được người khác giúp đỡ, thấu hiểu công sức lao động của người khác và không xem tiền bạc là mục đích sống duy nhất. Anh đã hiểu được những điều đó. Vì vậy, chào mừng anh gia nhập công ty của chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết câu chuyện. Hãy đăng ký kênh của mình để biết thêm nhiều câu chuyện hay nhé.